Xin chào toàn thể quý vị. Thời gian vừa qua thì có một số tin đồn cho rằng Thanh Nghị bán bản quyền thương hiệu, công thức cũng như là sản phẩm thô cho một đơn vị khác. Thì xin được khẳng định lại, đó là thông tin trên hoàn toàn sai sự thật. Không có bất cứ một lý do nào để Thanh Nghị trao quyền kiểm soát thương hiệu và uy tín bao lâu nay cho một đơn vị hoặc cá nhân nào khác. Chúng tôi cũng không cung cấp các sản phẩm thô hay hỗ trợ cho bất cứ đơn vị nào làm thương hiệu mới từ sản phẩm của Thanh Nghị. Chúng tôi hoạt động chỉ vì một mục tiêu phát triển và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ và mong muốn hoàn thành sứ mệnh xóa bỏ được các nguy cơ của thuốc lá, tác hại của thuốc lá đối với đời sống con người. Sự việc của những thông tin tuyên truyền xuyên tạc, tung tin đồn thất thiệt của một số các chủ thể lợi dụng thương hiệu cũng như là uy tín của Thanh Nghị làm cho nạn hàng giả hàng nhái ngày càng gia tăng, cơ hội bùng phát và tiếp tục len lỏi khiến cho người tiêu dùng lạc giữa các cái ma trận thật giả lẫn lộn. Về cái thực trạng mà sản xuất các cái hàng giả hàng nhái trên cái thị trường ấy, thì không chỉ dừng lại ở các cái việc giả danh về thương hiệu của Thanh Nghị mà thủ đoạn làm giả cả về các mẫu mã bao bì sản phẩm thì theo cái chiều hướng diễn biến rất là phức tạp và ngày càng tinh vi hơn. Trong cái năm 2017 vừa qua thì ghi nhận từ 2017 về trước đó thì có khoảng trên 5 mẫu hàng giả và gây ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của sản phẩm Thanh Nghị cũng như các cái lợi ích của khách hàng sử dụng các sản phẩm Thanh Nghị. Đến năm 2018 thì tiếp tục ghi nhận thêm một cái mẫu hàng giả mới với các cái sản phẩm mẫu mã về bao bì cũng như là đóng gói cơ bản rất là tương đồng giống đối với sản phẩm chính hãng. Trong thời gian tới, nếu như quý vị có những thông tin về hàng giả hàng nhái thì chúng tôi rất mong nhận được những phản ánh của quý vị thông qua số hotline 0976 830 787 để có thể kịp thời ngăn chặn các hành vi gây tổn hại tới uy tín thương hiệu sản phẩm Thanh Nghị và cũng như là quyền lợi của khách hàng. Thì để phân biệt được giữa sản phẩm thật và sản phẩm giả thì sau đây tôi sẽ chia sẻ một số những đặc điểm để quý vị có thể nhận biết dễ dàng, tránh trường hợp mà trong quá trình chúng ta đặt mua mà chúng ta mua nhầm phải những cái hàng giả đang len lỏi trên thị trường hiện nay. Thì chúng ta để ý được rằng đối với sản phẩm chính hãng và sản phẩm thật là trên tay tôi đây chính là sản phẩm chính hãng của nhà thuốc Thanh Nghị. Còn bên tay phải đây chính là cái sản phẩm giả, cái mẫu mã mới tung ra trong năm 2018. Thì chúng ta để ý đây, thì giữa cái khi mà chúng ta đặt sát cạnh nhau như này thì chúng ta thấy là nhìn sơ qua là cái hộp nó khá là tương đồng, khá là giống nhau. Tuy nhiên nếu để ý kỹ là chúng ta sẽ nhận thấy được một số những cái điểm khác biệt giữa sản phẩm thật và sản phẩm giả. Thì đối với sản phẩm thật là chúng ta để ý đầu tiên, cái thứ nhất đó là nhìn thấy cái hộp nó rất là cứng cáp, cái khung hộp của chúng ta rất là cứng cáp như này. Và đường láng bóng, nếu chúng ta để ý là chúng ta sẽ thấy nước láng bóng ở bên ngoài hộp như này. Đấy, còn đối với sản phẩm giả thì cái khung hộp của sản phẩm giả thì rất là yếu và chúng ta ấn mạnh vào như này là nó có thể móp vào bên trong. Đấy, chúng ta nhìn thấy nó móp méo như này. Đó. Và bên ngoài của hộp thì cũng không được láng bóng, láng một lớp bóng như là sản phẩm chính hãng của chúng ta. Và nhìn nó rất là yếu ớt. Rồi, chúng ta để ý đấy là cái đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai là chúng ta để ý ở trên hộp, đó là cái biểu tượng chúng ta nhìn trên cái sản phẩm chính hãng chúng ta, đó là cái biểu tượng bàn tay nâng chai thuốc đây. Thì chúng ta để ý cái biểu tượng của sản phẩm chính hãng là nó rất là sắc nét. Cái biểu tượng này là do chúng ta đã mua cái bản quyền về cái biểu tượng này cho nên chúng ta cái hình ảnh của chúng ta là rất là sắc nét. Còn đối với cái sản phẩm giả thì cái biểu tượng này là cái hình ảnh cắt ghép cho nên là nó rất là nhòe, rất là mờ, nó không được sắc nét giống như sản phẩm chính hãng. Đó là cái đặc điểm thứ hai. Về cái đặc điểm thứ ba để chúng ta có thể phân biệt là chúng ta hãy để ý về logo của sản phẩm. Thì đối với sản phẩm chính hãng của chúng ta là logo chúng ta in rất là nhã nhặn, còn đối với sản phẩm giả thì logo của nó in rất là đậm, nhìn nó có sự khác biệt về cái logo của sản phẩm. Về cái đặc điểm thứ tư đó là chúng ta để ý cái chai sản phẩm. Về cái chai sản phẩm ở trên cái biểu tượng này, đối với sản phẩm chính hãng thì chúng ta nhìn thấy cái mực nước của cái chai này chúng ta chỉ lên tới lưng chừng của chai, đấy, chưa đến cổ chai. Còn đối với sản phẩm giả thì cái mực nước của nó lên tận trên cả cổ chai, nó đen hết như thế này. Đây là một cái đặc điểm thứ tư để chúng ta phân biệt được giữa cái hình ảnh của sản phẩm thật và sản phẩm giả ở bên ngoài hộp. Về cái đặc điểm thứ năm là chúng ta để ý trên cái nhãn của cái chai thuốc ấy, thì chúng ta để ý đối với sản phẩm chính hãng thì nó được phối màu
giữa màu vàng nhạt và màu xanh lá cây. Thế còn đối với sản phẩm giả là chúng ta để ý cái màu sắc của nó là cái màu trắng đối với màu xanh dương, chứ không phải màu vàng nhạt và màu xanh lá cây giống như sản phẩm chính hãng. Và đặc điểm thứ 6 đó là cái khẩu hiệu, cái câu slogan này: vì sức khỏe của cộng đồng. Thì đối với sản phẩm chính hãng của chúng ta thì cái câu này là chúng ta được in là đối với sản phẩm chính hãng nó là màu xanh lá cây. Thế còn đối với cái sản phẩm mà giả như này thì cái màu nó hoàn toàn là màu đen. Đó là cái đặc điểm thứ 6 để chúng ta phân biệt. Tiếp theo đó là một cái đặc điểm thứ 7. Đây là cái đặc điểm rất là quan trọng. Thì trên cái sản phẩm thật là chúng ta để ý nó sẽ có hai cái tem. Hai cái tem này là hai cái tem chống hàng giả của Bộ Công an, một cái tem niêm phong ở phần nắp hộp trên và một tem là niêm phong ở phần nắp hộp dưới. Thì hai cái tem này nó có tính năng xác minh hàng thật hàng giả theo công nghệ cao. Đó là một là tính năng nước hiện chữ và cái tính năng thứ hai đó là tính năng check mã QR code. Thì nó đều được tích hợp trên một cái tem chống hàng giả như thế này. Và quý vị để ý, khi mà chúng ta nhận sản phẩm chúng ta kiểm tra nếu như đầy đủ hai tem như thế này và sử dụng cái tính năng thứ nhất đơn giản đó là tính năng nước hiện chữ là chúng ta để ý ở cái mép vàng vàng, đó là ở một cái đầu tem nó có một cái mép vàng như thế này và chúng ta thấm nước lên trên cái tem này, nếu như nổi được chữ hàng thật thì đó là sản phẩm chính hãng. Cái cách thứ hai đó là chúng ta sử dụng cái mã QR code như thế này được tích hợp trên cái tem chống hàng giả này, chúng ta sử dụng các phần mềm như kiểm tra mã vạch, phần mềm ví dụ phần mềm iCheck chẳng hạn, thì chúng ta bật cái ứng dụng đó lên trên cái điện thoại thông minh đó. Chúng ta bật ứng dụng đó lên, sau đó chúng ta soi camera vào cái mã QR code chính là cái ô vuông có những chấm đen đen bên trong này như này đấy. Nếu chúng ta soi vào đây thì tự khắc lúc đó ứng dụng nó sẽ chuyển sang cái dạng tin nhắn mặc định sẵn với một đầu số của tổng đài mà chúng ta đăng ký sẵn, đó là cái đầu số 8077. Khi mà nó mặc định sẵn sang dạng tin nhắn và chúng ta chỉ cần thao tác gửi thôi thì lập tức chúng ta sẽ nhận được cái tin nhắn phản hồi về với nội dung thông tin là quý vị đã với nội dung thông tin là bạn đã mua đúng sản phẩm xúc miệng cai má Thanh Nghị của công ty trách nhiệm hữu hạn Công ty Thanh Nghị. Thì đó là yên tâm, đó là sản phẩm chính hãng. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể kiểm tra cái sản phẩm chính hãng của chúng ta thông qua các cái mã vạch như này. Chúng ta vẫn sử dụng phần mềm đó, chúng ta soi đến mã vạch này hoặc mã vạch ở trong Tân Trai nó có một cái mã vạch tương tự như vậy, thì chúng ta soi lên đó thì nó sẽ hiển thị lên các cái thông tin về sản phẩm, các cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm và các cái giá cả của sản phẩm, giá cả niêm yết của sản phẩm theo cái mức giá bên ngoài đây là 450.000 đồng đấy, niêm yết trên nhân thân hộ, thì nó sẽ hiển thị ra được cái tất cả các nội dung thông tin như vậy. Còn đối với cái sản phẩm giả thì chúng ta để ý nó chỉ có một cái tem thôi, một cái tem ở phần nắp trên, ở nắp dưới này chúng ta không có tem. Và cái nắp, cái tem ở trên này thì nó cũng chỉ mang tính chất là hình thức thôi. Với cái nội dung ở trên tem nó cũng ghi là tem chống hàng giả Thanh Nghị, nước xúc miệng cai thuốc lá Thanh Nghị, như vậy thôi. Chứ nó không có cái tính năng mà xác minh hàng thật hàng giả như cái tem của sản phẩm chính hãng chúng ta. Trên tem chúng ta là có cả logo, đấy, có cả các cái mã QR code và cái tính năng nước hiện chữ nữa. Còn trên này ngay cả cái logo ở trên tem này là tem chống hàng giả của sản phẩm giả là cũng không có cái logo trên cái tem chống hàng giả đấy, và nó không có cái tác dụng để mà xác minh hàng thật hàng giả trên đó. Là chúng ta lưu ý vấn đề này rất là quan trọng, bởi vì đây chính là cái cốt lõi để chúng ta phân biệt được các cái đặc điểm giữa sản phẩm thật và sản phẩm giả. Bởi vì nếu như chúng ta chỉ nhận diện thông qua các cái đặc điểm trên hộp của trên chai thì cũng rất là khó, bởi vì có thể các cái đơn vị đó thì họ sẽ hoàn thiện hơn và có thể là cải thiện để làm sao các cái mẫu mã chai hoặc là mẫu mã hộp nó ngày càng giống và sát đối với sản phẩm chính hãng hay không, sản phẩm chính hãng của chúng ta. Nhưng để mà nói rằng là với có cái tem để mà chúng ta xác minh hàng thật hàng giả như sản phẩm chính hãng thì sản phẩm giả thì không thể làm được như vậy. Nên là chúng ta lưu ý đó là cái tem chống hàng giả của chúng ta rất là quan trọng. Thì đó vừa qua đó là các cái đặc điểm chúng ta nhận diện ở trên cái thân hộp để chúng ta phân biệt được các cái đặc điểm khác biệt giữa cái sản phẩm thật và sản phẩm giả. Thì sau đây thì sẽ chia sẻ thêm cho quý vị một số những đặc điểm để chúng ta tháo vào bên thân chai bên trong ra để chúng ta có thể nhìn nhận ở bên trong nó có cái gì khác biệt giữa sản phẩm giả và sản phẩm thật.
Đây chính là sản phẩm giả của chúng ta. Đã tháo ra rồi, có hai chai như này. Còn sản phẩm thật của chúng ta đây. Đó. Chúng ta để ý giữa cái chai sản phẩm thật và sản phẩm giả nó sẽ có một số những cái điểm khác nhau cơ bản. Thứ nhất, chúng ta để ý cái nắp chai. Nắp chai của sản phẩm thật chúng ta thì cái nắp nó có cái chiều cao hơn so với cái sản phẩm giả rất là nhiều. Cái chiều cao của nắp này chúng ta có thể chiết cái nước súc miệng của chúng ta ra đây để chúng ta ngậm trong quá trình chúng ta sử dụng. Thế còn cái nắp chai này rất là ngắn và chúng ta gần như là không thể sử dụng được trong cái việc mà chúng ta đổ cái nước này ra chúng ta sử dụng, chúng ta đong trong quá trình mà chúng ta sử dụng theo hướng dẫn sử dụng của sản phẩm khai thác mã thanh nghị. Thế còn cái nắp này chúng ta thấy nó dài, nó cao hơn, còn cái nắp sản phẩm giả thì rất là ngắn. Và cái cổ chai của sản phẩm giả thì nó lại cao hơn một chút so với cái cổ chai của sản phẩm chính hãng của chúng ta. Đấy là về phần cái nắp của sản phẩm như vậy. Và một điểm nữa đó là trên cái nắp sản phẩm chính hãng chúng ta nó sẽ có cái dòng nước súc miệng khai thác mã thanh nghị dập nổi. Còn cái nắp của sản phẩm giả thì nó rất là trơn nhẵn chứ không có cái dòng nước đó. Và một cái điểm nữa, điểm thứ hai để chúng ta phân biệt cũng giống như bên ngoài hộp thôi. Đó là chúng ta để ý cái nhãn. Cái nhãn sản phẩm chính hãng của chúng ta thì nó sẽ được phối màu giữa cái màu vàng nhạt và màu xanh lá cây. Thế còn cái nhãn của sản phẩm giả thì nó được phối màu giữa màu trắng và màu xanh dương. Thế và cái nhãn của cái sản phẩm giả này thì nó rất là mỏng manh, giấy của nó, cái giấy thì nó rất là kém, rất là mỏng manh. Còn cái giấy chúng ta rất là dày dặn và được láng bóng. Đấy, láng một lớp bóng ở bên ngoài là như vậy. Đây là điểm thứ hai để chúng ta phân biệt được về cái nhãn khi mà chúng ta tháo ra nhận định được cái đặc điểm ở bên trong của cái thân chai. Về cái điểm thứ ba cũng giống như ngoài hộp, đó là cái logo thì của chúng ta thì rất là nhã nhặn, còn cái logo này thì nó rất là đậm màu. Đấy. Về một cái điểm rất là khác biệt đó là trên cái dung tích của chúng ta là ghi cái dung tích ở đây là 200 ml. Ngoài hộp chúng ta thì ghi là hộp 2 chai x 200 ml, còn trong chai của chúng ta ghi là dung tích 200 ml. Còn đối với sản phẩm giả thì ngoài hộp thì tương tự cũng như sản phẩm thật của chúng ta thì vẫn ghi là hộp 2 chai x 200 ml, nhưng mà trong chai thì cũng ghi là hộp 2 chai x 200 ml. Đó, nhìn thấy rất là khác biệt về cái đặc điểm in ấn trên cái nhãn của sản phẩm. Thế về cái tem vỡ, đó là đặc điểm thứ năm để chúng ta phân biệt cái tem vỡ như này. Tem vỡ trên cái chai của sản phẩm thật là chúng ta dán chờm từ nắp chai đến phía dưới của chai, tức là chúng ta dán niêm phong giữa phần nắp chai và phần của chai nằm im ở phía bên trong cái màng coi như thế này. Mục đích là chúng ta niêm phong cái sản phẩm này để không có, để chúng ta yên tâm được rằng là cái sản phẩm khi chúng ta nhận được, nếu như cái tem vỡ này nó còn nguyên vẹn là chúng ta yên tâm nó không có bị pha loãng hoặc cũng không bị đóng lại, là chúng ta yên tâm là như vậy. Cho nên là cái tem vỡ này cũng rất là quan trọng, nhưng tuy nhiên cái tem vỡ của sản phẩm giả thì gần như cái tác dụng đó là không có, mà nó chỉ mang tính chất hình thức, vì là cái tem vỡ này nó dán hẳn ở phía trên nắp chai chứ không có được niêm phong giữa phần nắp chai và phần cổ chai. Nó chỉ mang tính chất hình thức thôi, là một cái tem dán ở trên nắp chai thôi chứ không có tính chất là niêm phong giữa phần nắp chai và phần cổ chai. Cho nên là chúng ta để ý đó là cái điểm thứ năm để chúng ta có thể phân biệt được trong cái chai giả và chai thật như này. Về một điểm nữa chúng ta để ý là trong cái hộp của chúng ta luôn luôn có một cái tờ chỉ định được in màu và láng bóng như thế này, rất là cẩn thận in màu, trong đó có ghi các cái hướng dẫn sử dụng cũng như là các cái cách để mà chúng ta phân biệt được hàng thật hàng giả. Còn đối với cái sản phẩm mà giả thì trong hộp nó chỉ có một cái tờ hướng dẫn sử dụng in đen trắng rất là sơ sài như thế này, và nó cũng không có cái cách để mà xác minh hàng thật hàng giả, vì thực tế là sản phẩm giả này thì chúng ta cũng không thể sử dụng được cái tính năng hàng thật hàng giả giống như cái tem chống hàng giả của Bộ Công an mà chúng ta đã có. Cho nên là cái này thì cũng không có cái hướng dẫn sử dụng sản phẩm thật sản phẩm giả trong này, mà chỉ có cái hướng dẫn sử dụng cái tờ đen trắng sơ sài như vậy. Thì đó là một số những đặc điểm để chúng ta phân biệt được giữa hàng thật và hàng giả khi mà chúng ta nhận diện trên các cái đặc điểm ở trên hộp, trên thân chai. Tuy nhiên
quan trọng nhất như đã nói từ ban đầu nó vẫn là cái tem chống hàng giả của Bộ Công an, đó là cái cốt lõi để chúng ta có thể phân biệt hàng thật hàng giả. Chứ còn các cái đặc điểm này là chúng ta nhận diện cơ bản là khi mà chúng ta có thể đến những cái cơ sở nào chúng ta mua trực tiếp chẳng hạn, thì chúng ta nhìn thấy những cái đặc điểm chai như thế này thì chúng ta sẽ tránh ra, bởi vì đây thì chắc chắn là chai giả rồi. Còn chúng ta khi mà chúng ta đã biết được cái chai thật như thế nào thì chúng ta mua trực tiếp tại các cái cơ sở là chúng ta cũng sẽ yên tâm hơn. Và rất là mong là quý vị khi mà trước khi lựa chọn mua sản phẩm là chúng ta hãy tìm hiểu kỹ và đặc biệt là biết được cái cách mà xác minh hàng thật hàng giả, để tránh trường hợp mà chúng ta mua nhầm phải những cái sản phẩm giả, sản phẩm nhái mà trôi nổi len lỏi trên thị trường trong cái giai đoạn hiện nay. Mong rằng trong những thời gian tới là quý vị sẽ cảnh giác hơn khi đặt mua các sản phẩm để tránh rủi ro thiệt thòi và quyền lợi của chính đối với chính bản thân mình. Nếu quý vị có phát hiện được các đơn vị cá nhân nào kinh doanh tiếp tay cho các đối tượng làm giả sản phẩm thanh nghị thì vui lòng liên hệ theo số hotline 0976 830787 để có thể góp phần ngăn chặn được tình trạng làm giả, làm nhái gây thiệt hại tới cái quyền lợi người tiêu dùng, và rất mong sẽ nhận được sự hợp tác của quý vị. Nếu như quý vị có nhu cầu tư vấn đặt mua sản phẩm thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại hotline của nhà thuốc, đó là 0976 830787. Rất vui khi được phục vụ quý vị. Sự hài lòng của quý vị chính là thành công và hạnh phúc của chúng tôi. Và chúc cho quý vị cùng gia đình luôn luôn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào toàn thể quý vị.
lòng khuyên anh cai thuốc đi ngay. Chẳng hay ho chi mà nghiện suốt lâu nay, bỏ càng sớm chắc chắn tốt hơn nhiều. Khỏe hơn, miệng thơm ăn uống ngon hơn. Bệnh viện xem ra đã quá đông rồi, nhiều năm gần đây luôn kín bao. Thuốc thanh nghị.